Các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nha. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nha các bạn. Anh nương này đối vai đằng mãi người dấu khi là giấc mơ anh cuối con đường nắng lên trường đế đến khi đào trên thế gian bay về anh mất lại về đôi vai chắc 3 video nữa là thù. Rồi. Chắc tầm 3 video nữa là thù. Nghỉ chứ. À đâu là mấy con chỉ có 5 giờ. 5 giờ nghỉ. 6 giờ. Thì mình ngã 5 giờ nghỉ đi đi làm cái đéo rồi. Về sớm qua á. Thì ngủ hơn tiếng. Có mỗi 3 hôm thôi cứ thì sắp học cả ngày rồi còn đéo nữa. Dẫu chỉ là giấc mơ, anh xin mơ hoài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Dạy dạy khi cả đi đâu khi đây hả đâu bá thằng mẹ luôn cái gì vậy tao là mình đã tô màu xong chưa?
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình xin tiếp tục tô màu nha bạn. Lối quan sâu cuối anh không cho người em yêu và cơn đau ấy bên cạnh em anh mới buồn một người mới cho em mang đến cho em bao vui buồn đằng sau khuê em khép cho người em yêu và cơn đau ấy em ơi em mới bên cạnh em anh vẫn đợi một đêm với em mong mang đến bao nhiêu yêu thương và lần sau khuê. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cơn đau ấy em muốn đi bên cạnh anh sao cuối em khóc cho người em yêu và hôm ấy em vẫn đi bên anh em anh vẫn một đêm với yêu thương